Thưa bác sĩ Quách Thúy Minh, đối với trẻ tăng động thì vấn đề là khám cho trẻ tăng động ở đâu luôn là cái băn khoăn đối với các quý vị phụ huynh. Tại vì thông tin thì rất là mù mịt. Tại vì với cái việc mà với trẻ tăng động thì việc cho con đi thăm khám thì quý vị phụ huynh luôn quan tâm đến rằng là thăm khám ở đâu thì nó phù hợp và như thế nào, chỗ nào thì uy tín. Vậy thì xin bác sĩ có thể làm rõ rằng là với trẻ tăng động thì việc đi thăm khám thì cần đưa con đi thăm khám ở đâu, cần làm xét nghiệm hay không và chi phí thăm khám ra sao? Xin bác sĩ có thể giải thích rõ hơn về cái nội dung này cho quý vị được phụ huynh được biết không ạ? Nhiều cha mẹ có con tăng động thì nhiều khi cũng cứ loay hoay, cứ dạy con mãi mà thấy con không có hiệu quả. Nhiều khi là dùng các phương pháp gọi như là đe nẹt, quát mắng, dùng roi, rồi thì là phạt. Thế nhưng mà thấy con không thay đổi. Vì chúng ta biết rằng là vấn đề tăng động giảm chú ý không chỉ vấn đề đơn thuần về mặt tâm lý, mà trẻ còn vấn đề về mặt sinh học, do não bộ nó kém kiểm chế. Tức là trong não có hai quá trình hưng phấn và ức chế, thì trẻ bị hưng phấn quá mức. Hưng phấn quá thì cái sự kích động, sự kém kiểm chế. Đấy, thế thì nên có sự hỗ trợ thêm của các nhà chuyên môn bằng cách là cha mẹ đưa con đi khám bác sĩ nhi, bác sĩ tâm thần nhi hoặc các trung tâm tâm lý. Đấy là những cơ sở mà có thể là giúp cha mẹ nhìn nhận ra vấn đề của trẻ nó toàn diện hơn và sẽ đưa ra những tư vấn phù hợp hoặc cách dạy con phù hợp hơn. Và một số trẻ nếu mà cần thiết là cần phải có sự can thiệp của chuyên môn tâm lý. Thế thì hoặc là không chỉ tâm lý mà có thể phải dùng thêm thuốc hỗ trợ thêm. Thế thì cái việc thăm khám đó thì nó cũng rất thuận lợi vì tất cả các bệnh viện nhi, các thành phố lớn, các tỉnh đều có những cái điều kiện để cho chúng ta đưa con đến khám được. Khi thăm khám thì các bác sĩ sẽ hỏi thông tin của gia đình cung cấp thông tin một cách khách quan, hoặc là người chăm sóc trẻ là người hiểu trẻ thì cung cấp thông tin. Cái thứ hai là các bác sĩ sẽ khám đầy đủ về mặt nội khoa, về mặt thần kinh để xem con có vấn đề về mặt thực thể hay không, có vấn đề gì mặt khuyết tật, về mặt giác quan, về mặt nội tiết, về bệnh lý vận động vân vân hay không. Thế thì sau khi khám đầy đủ về mặt cơ thể thì thấy cần thiết thì các bác sĩ sẽ cho làm các xét nghiệm cần thiết. Một số trẻ tăng động có thể thiếu các vi chất, ví dụ như là các cái thiếu chất như là chất sắt, thế rồi một số như là chất magie vân vân, thì hoặc là do cái thiếu máu, do chế độ dinh dưỡng chưa hợp lý, ăn quá nhiều các cái thực phẩm chế biến sẵn đấy vân vân, thì là nó cũng có thể là gây thay đổi về mặt sinh hóa, nó cũng gây ra các chứng tăng động. Rồi các xét nghiệm về mặt nội tiết nếu cần, các cái thăm khám chuyên môn về răng hàm mặt, về tai mũi họng nếu mà thấy cần thiết, và các cái xét nghiệm chúng tôi đã nêu ở trên. Và bên cạnh đó thì được trẻ được gửi đi khám tâm lý để được đánh giá các trắc nghiệm về mặt trí tuệ, về mặt khả năng phát triển nhận thức, ngôn ngữ. Đấy, thế thì sau khi có sự tổng hợp đầy đủ thì các bác sĩ sẽ có cái kết luận, hướng chẩn đoán và đưa ra các cái tư vấn, các cái hướng can thiệp cho con. Thì cái việc chi phí đó chúng tôi nghĩ rằng là nó cũng không quá đắt đỏ. Vâng, nếu trẻ được đi đúng tuyến thì cái chi phí nó cũng rất là ít. Còn nếu mà đi trái tuyến thì chúng tôi nghĩ rằng ở các bệnh viện tỉnh cũng như các bệnh viện trung ương lớn thì nó cũng không quá nhiều, cũng có thể là mình chấp nhận được. Vâng, xin cảm ơn phần làm rõ vừa rồi của bác sĩ.